Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với channel Hồng Xe Hơi. Hôm nay thì mình quay video bán xe mới nhé. Đây là xe khách hàng chuẩn bị bàn giao. Và tháng này thì là tháng 12 rồi, còn khoảng 20 ngày nữa thì mình sẽ hết được giảm thuế trước bạ. Thì cái CX5 này, cái lượng xe bán trong năm vừa rồi rất là tốt. Cái thứ hai là cái nguồn cung thì nói thật các bác là CX5 với các bản cao thì rất là ok, những cái bản 2.0 luxury này thì cũng gọi là cuối năm này là các bác cũng phải chờ đấy. Còn bản deluxe là mình sẽ phải chờ thêm một vài tuần đấy, thì nó rất là sát với cái khung nộp thuế, nên là mình có nhu cầu thì cứ liên hệ bọn em nhé, em tư vấn thêm. Dòng này thì là như các bạn đã biết thì năm nay nó hạ giá niêm yết rồi, giá ra biển đâu đó chỉ khoảng dưới 800 cho phiên bản deluxe. Tuy nhiên thì bán chạy nhất là bản 2.0 luxury như này thì cái mức giá dao động ra biển nó rơi khoảng tầm 850 triệu, khoảng dưới 900. Đây mình có khoảng 3 đến 4 lựa chọn phiên bản. Đấy ạ, thì đây là bản 2.0 luxury và sử dụng động cơ Skyactiv-G. Dòng này thì bán nó khá là chạy. Cụ thể thì nó sẽ có 6 phiên bản chúng bọn em hay bán. Deluxe 759, 2.0 luxury như này thì sẽ là 799. 2.0 Premium Active 839, bản Sport là 859, hay là bản Exclusive là 879. Giá trên thì là giá niêm yết và chưa bao gồm ra biển. Ra biển thì các bác cộng 50% thuế và một chút chi phí đăng ký đăng kiểm giúp em. Thời điểm này thì có khuyến mại không thì nói thật là quy đổi về tiền mặt và giảm giá tiền mặt thì gần như là toàn bộ Thaco ở miền Bắc này nó sẽ không có giảm giá về tiền mặt. Tuy nhiên thì mình vẫn có những cái option quà tặng về bảo hiểm thân vỏ này hoặc là phụ kiện kèm theo xe đó. Thì đây là một mẫu xe khá hợp lý và bán khá là chạy. Thời điểm này thì vay trả góp nó cũng khá là rẻ và lãi suất mình đâu đó sẽ dao động vào khoảng 7% trong năm đầu nếu mà mình có cái hồ sơ tài chính đẹp với một số ngân hàng của Hàn Quốc như là Shinhan hay Uri. Các ngân hàng thương mại cổ phần thì nó sẽ dao động cao hơn một xíu thôi, khoảng 8,5 đến 9% trong một năm đầu. Còn từ năm thứ hai trở đi thì nó sẽ theo cái ngân hàng mà các bạn lựa chọn, ví dụ như là cố định thời gian toàn bộ thời gian vay hoặc là thả nổi theo cái biên độ cộng lãi suất tiền gửi nhà nước đó. Thì showroom hiện nay nó cũng khá là vãn xe rồi. Cuối năm thì bên em chạy CX5 nó gần như là hết xe đấy. Dòng bán chạy nhất là vẫn là CX5, chúng ta có Mazda 3. Đấy, Mazda 3 thì đa phần sẽ bán 3 phiên bản nhé. Bán chạy nhất thì chắc là vẫn là bản đây, bản sedan, bản luxury. Dòng này là 729 triệu. 729 triệu thì chương trình khuyến mại nó cũng giống như là bên CX5 thôi. Đấy, chủ yếu là mình thấy nó ok, hợp lý về giá bán thì liên hệ bên em để bên em tư vấn thêm về phiên bản. Vì các phiên bản nó lệch nhau cũng không quá nhiều về giá bán. Đó. Ngoài ra thì chúng ta có một mẫu Mazda 2, mẫu này thì cũng khá là ok, hơn 400 một chút cho chiếc xe nhập. Đó. Phân khúc gọi là B cộng một chút, B trừ một chút ạ, thì nó giá nó hợp lý hơn. Đó. Ngoài ra thì bên em có một con BT50, đây là bản số sàn nhé, VIN 2022, bên em bán nó chỉ 500 nhô một tí thôi, rẻ hơn các bác mua xe cũ khá nhiều đấy. Đấy, bản này là bản số sàn nhé, form 2022. Đấy, phanh tay chỉ gọi là 500 triệu thôi. Ra biển thì đâu đó vào khoảng 52, 53. Đấy, thì mình có một chiếc xe mới nguyên. Đây, em bán xe mới nhé, xe cũ thì vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên thì thời điểm này thì sẽ chạy thêm một chút về xe mới ạ. Đấy, anh chị có nhu cầu xem xe ở Bắc Ninh thì alo bên em nhé, để bên em liên hệ tư vấn thêm. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.